Cái này là video nghiêm túc gửi đến chị Hai mà chị đã ra tù rồi. Mà tôi nói thật luôn anh chị, em là không hiểu rằng là chị Hai chị ăn cái gì. Cũng chẳng biết là hay là do chị nhiều tiền quá, chị sướng quá, chị giảm mỡ, mà chị lại cứ nghĩ cũng như là cứ thích là phải được tung hô, cứ thích làm mẹ thế này. Và những người nào nó nói chị, những người nào đó nói thật và đặc biệt là phân tích đúng thì chị rồ lên, mà trong đó là chị đã đi tù rồi. Có nghĩa là chị đã đi tù rồi mà chị vẫn làm cái cách làm cũ. Nghĩa là cách làm cũ thì nó chỉ có cách làm quả cũ thôi, không thể nó có một kết quả mới, đúng không quý vị và các bạn? Bà tạm quý anh chị cho em phải công nhận Hòn Kim Dung này có một cái đặc điểm rất tuyệt vời luôn. Là chuyện không nói có, chuyện có nói không. Phân tích giống như đúc rồi. Nếu Hòn Kim Dung mà bạn hay, bạn tài thì sao bạn không tự tìm cái việc gì đó bạn làm để bạn kiếm tiền, mà bạn phải đi nói thê nói mướn chi cho mỏi miệng vậy, đúng không bạn? Bạn phân tích những câu chuyện mới nghe thì giống như là nó đúng rồi vậy, giống như là bạn ở trong cái cốt truyện đó vậy. Nhưng bạn nói riết rồi, cái video của bạn cũng không ai xem luôn, mà bạn không biết vậy, bạn không biết xấu hổ. Bạn mắc cái chứng bệnh đó từ bao giờ? Hãy đi khám sớm đi, chữa cái chứng bệnh đó đi. Chứng bệnh đó là chứng bệnh tệ hại nhất trong cuộc đời của người, là cái chứng bệnh không biết gì, không biết xấu hổ, thì làm sao mà làm ra anh được, đúng không bạn Hòn Kim Dung? Cho nên cái gì bạn nói ở người đời này người ta cũng nhìn nhận được hết, người ta biết hết. Ngày xưa, ngày trước bạn nói, bạn dẫn dắt dư luận đi một cái hướng khác, nhưng bây giờ dư luận họ biết rồi, họ không xem bạn nữa đó đâu, không nhìn thấy video không ai xem luôn, mà cứ hay lên thích nói một mình. Bớt đi, bỏ đi để làm lại người tốt. Bạn có thể giấu được bạn, nhưng bạn không giấu được những người xung quanh bạn. Họ thấy, họ biết hết. Nhưng cái hay bây giờ là tại sao bạn còn ngồi ở bên ngoài này, là cái đó là mình thấy bạn hay thật. Chứ đúng ra là bạn phải ngồi ở trong đó, bạn nói với bốn bức tường thì mới đúng. Nhưng bạn Hoàng Kim Dung, hãy cố gắng đi, từ từ mà tách mình ra khỏi cái hội nhóm đó đi, để tới lúc mà luật pháp họ đụng vào thì chừng đó là xoay trở không kịp, hối hận muộn màng. Còn chị Phương Hằng chỉ như thế nào thì người dân ở cả nước, trong cả nước này, kể cả người Việt ở nước ngoài họ cũng biết, không cần bạn phải phân tích, bạn phải nói những cái vấn đề đó. Hiện tại chỉ làm những gì quỹ mổ tim Hằng Hữu được kích hoạt trở lại, chỉ làm như thế nào thì người dân họ nhìn thấy. Sao những cái đó bạn không nói, đúng không? Bạn Hoàng Kim Dung nên nhớ, lực nhân quả lúc nào cũng có.